năm, dù ở gần kề hay xa xăm, dù địa đàng hay nhân gian, anh nguyện yêu em và đi cùng em đến muôn đời, kiếp này và cả kiếp sau. Giống như một câu nói của cụ Chu Văn Khởi: lai sinh chi nhật, nguyện vi phu phụ như sơ. Hôm nay là ngày chính thức ba mẹ trao em Tiên cho con để hai đứa con xây dựng một gia đình mới. Ba mẹ luôn luôn mong muốn hai con yêu thương lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trải nghiệm những niềm vui và luôn luôn sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ba mẹ chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, săn sóc lẫn nhau đó, để cho ông bà cha mẹ được vui. Đối với ông bà cha mẹ, bên vợ cũng như bên chồng, các con phải hiếu thảo và kính trọng. Yeah. Ha. Con á, điều thứ nhất không được làm cho vợ buồn. Yeah. Còn cái thứ này á, là trái ngoan hiền giúp đỡ ngoại. It's all into the dream that never has to end.
phép cảm ơn gia đình hai bên ạ. Dạ, gia đình của Tiên và gia đình của bên con ạ, đã chung chấp thuận cho tụi con làm vợ chồng với nhau, và cũng cảm ơn tấm lòng của mọi người đã gửi đến tụi con. Tụi con xin phép nghe lời dặn của mọi người và tụi con sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc vậy. Dạ.